Để nâng cao giá trị kinh tế, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư đã từng bước mở rộng diện tích cây lúa đặc sản, chất lượng cao theo hướng hữu cơ. Đây được xác định là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương trong thời gian tới đây. Sau khi trồng thử nghiệm một mẫu ở vụ đông xuân cho hiệu quả cao, sang vụ mùa năm 2021, bà Nguyễn Thị Tương đã mạnh dạn thuê thêm diện tích của các hộ lân cận, mở rộng lên trồng 10 hectare giống lúa đặc sản ST25 theo hướng hữu cơ. Cái giá trị ST25 thì so với lúa thường thì năng suất thì đã cao hơn rồi, mà mình bán lúa là thì được đắt hơn 1,5 cái lúa thường nữa. Năng suất đạt vừa qua đây là thì cân thử lấy là được 2 tạ 2 một sả. Vụ này thì thấy tốt hơn vụ trước ấy. Trong cái thời điểm này thì lúa đang vào mẩy thì cầu mong sau mưa thuận gió hòa thì thế nào cái này cũng sẽ năng suất cao hơn vụ trước. Trường Yên đã quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung, hình thành các cánh đồng mẫu lớn cấy lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ ở các hợp tác xã Thắng Thành và Xuân Sơn. Đến nay, diện tích trồng các loại lúa đặc sản chất lượng cao như ST25, LT2, Bắc Thông số 7 của xã là 40 ha. Tạo điều kiện là coi như mình hướng dẫn kỹ thuật cho bà con, với hai là tìm những cái chất lượng lúa chất lượng cao mà có giá trị thì đưa vào để coi như nhằm là cung cấp cho bà con cái lúa ngon, lúa sạch đấy, thì nhằm là nâng cao đời sống của bà con với hai cái thu nhập đấy, thì cái hướng phát triển của hợp tác này vận động bà con thì tất cả khi đã vào được rồi thì sẽ hướng dẫn bà con là toàn bộ hợp tác xã sẽ xây dựng cả cánh đồng để làm. Để tạo điều kiện đưa cơ giới hóa vào các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, Trường Yên đã đầu tư kiên cố 7,7 km đường giao thông nội đồng đạt 100%. Các loại máy cấy, máy gặt công suất lớn đều có thể dễ dàng xuống đồng, thuận lợi cho gieo cấy và thu hoạch. Đây là điều kiện quan trọng để xã tiếp tục nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn, sản xuất theo hướng hữu cơ với các giống lúa đặc sản chất lượng cao.